chúng ta cần phải cảnh giác với việc tạo ra cuộc đối đầu và tập hợp nhiều vòng tròn nhỏ khác nhau nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Đây là những ẩn ý của ông Vương Nghị trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trong khuôn khổ cuộc hội đàm giữa hai nước, ông Vương Nghị đã đưa ra ẩn ý đối với Việt Nam chúng ta và đã cố ý nhắc nhở chúng ta tránh xa và cảnh giác không được lôi kéo Mỹ vào vấn đề Biển Đông giống như Philippines. Còn truyền thông Trung Quốc thì cho rằng Việt Nam muốn Trung Quốc khoan dung, giơ cao đánh khẽ Philippines và có ý định trở thành trung tâm hòa giải xung đột trên Biển Đông gần đây giữa Philippines và Trung Quốc trên bãi cỏ mây. Vậy những ẩn ý đó như thế nào và vì sao truyền thông Trung Quốc cho rằng Việt Nam muốn trở thành người kiến tạo hòa bình? Trước khi đi vào những nội dung chính, xin mời quý vị hãy like, chia sẻ video, đăng ký kênh để ủng hộ ekip có những video chất lượng hơn. Còn bây giờ, chúng ta đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại Quảng Tây ngày 4 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Nghị. Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh cuộc hội đàm diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy cao. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã đi sâu trao đổi ý kiến toàn diện, thực chất về tình hình quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về các biện pháp thúc đẩy triển khai các thỏa thuận nhận thức chung cấp cao Việt Nam-Trung Quốc. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhấn mạnh, hai Bộ trưởng Ngoại giao đều khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Trong đó, Việt Nam và Trung Quốc đều nhất trí cần phải tăng cường hợp tác, triển khai cụ thể một cách có hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững theo định hướng 6 hơn. Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đã đạt được bước phát triển nhanh chóng vào năm ngoái. Ông Vương nhắc đến chuyến thăm mang tính bước ngoặt và lịch sử với Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Chuyến thăm của ông Tập với tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đánh dấu ý nghĩa thời đại mới của tình đồng chí và anh em giữa hai bên. Ngoại trưởng Vương Nghị còn nhấn mạnh tương lai cộng đồng chung vận mệnh giữa Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được khởi đầu tốt đẹp, cùng thúc đẩy sự phát triển vững chắc quan hệ song phương, không ngừng vươn tới những tầm cao mới. Đặc biệt là việc lãnh đạo cấp cao hai bên đã nhất trí xác lập định vị mới cho quan hệ song phương, ra tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Cần nhấn mạnh rằng, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bộ trưởng ngoại giao sau khi hai nước nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Do đó, có rất nhiều vấn đề quan trọng được bàn thảo. Và đặc biệt, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nhắc nhở Việt Nam tránh xa và cảnh giác với những vòng tròn nhỏ. Cụ thể, trong khuôn khổ hội đàm, hai bộ trưởng ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc cũng nhất trí thúc đẩy các cơ chế giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước và tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận có liên quan. Về vấn đề trên biển, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước về kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng. Cùng với đó là thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Phía Việt Nam cũng đề nghị hai bên cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán, sớm đạt văn bản Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc phát biểu với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã lưu ý rằng hai bên cần gắn kết giao lưu nhân dân và văn hóa, củng cố nền tảng dư luận làm cho tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam ngày càng ăn sâu trong lòng nhân dân hai nước. Đáng chú ý, ông Vương Nghị ám chỉ đến việc không để các thế lực bên ngoài can thiệp và gây ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực Biển Đông, nơi Bắc Kinh đều đang nỗ lực giải quyết các bất đồng với các quốc gia láng giềng theo hướng đối thoại song phương, với cụ thể từng nước để tìm kiếm hướng giải quyết chung cho những vướng mắc bất đồng lâu nay. Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ, chúng ta cần cảnh giác với việc tạo ra các cuộc đối đầu và tập hợp nhiều vòng tròn nhỏ khác nhau để phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Có thể nói, những vòng tròn nhỏ này là đang ám chỉ Philippines lôi kéo Mỹ can thiệp vào vấn đề Biển Đông, đồng thời cũng nhắc nhở Việt Nam
không lôi kéo Mỹ vào vấn đề này khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ. Vấn đề hiện nay giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông gây leo thang căng thẳng và gây mất ổn định tình hình khu vực. Chỉ tính riêng tháng 3 năm 2024, hải cảnh Trung Quốc đã hai lần phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế Philippines tại các khu vực bãi cỏ mây ở Biển Đông. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Như chúng ta đã biết, ngày 22 tháng 3, tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế Philippines khi con tàu này đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho lực lượng Philippines đóng trên tàu chiến Sierra Maraday ở bãi cỏ mây. Trước đó vào ngày 5 tháng 3, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng dữ dội và gây hư hại cho tàu tiếp tế Philippines cũng tại bãi cỏ mây. Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 22 tháng 3 gần bãi cỏ mây, khi Philippines tố hải cảnh Trung Quốc chặn tàu tiếp tế của họ và phun vòi rồng làm hư tàu và khiến cho 3 binh sĩ bị thương. Hải cảnh Trung Quốc tuyên bố họ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát theo luật pháp đối với các tàu Philippines đi qua vùng biển gần bãi cạn này. Còn Trung Quốc gọi đó là bãi cỏ mây, nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bãi cỏ mây nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200 km và cách đảo Hải Nam Trung Quốc hơn 1.000 km. Theo phán quyết của Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông năm 2016, bãi cỏ mây nằm trên thềm lục địa Philippines. Do đó, Philippines khẳng định Trung Quốc không có quyền có mặt ở bãi cỏ mây và họ yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi bãi cỏ mây và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ngay lập tức. Còn theo hãng tin Reuters cho rằng, Manila đã cố tình cho tàu Sierra Maraday mắc cạn ở bãi cỏ mây nằm trong khu vực quyền kinh tế của Philippines vào năm 1999 và cho binh lính đồn trú trên xác tàu để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình. Cuối năm ngoái, Trung Quốc đã cáo buộc Philippines tìm cách chuyển vật liệu xây dựng đến khu vực tàu mắc cạn này. Đây là nguồn gốc của căng thẳng. Tuy nhiên, Manila khẳng định sẽ không từ bỏ bãi cỏ mây và tiếp tục tiếp tế cho con tàu, bất chấp sự cản trở của Bắc Kinh. Ngày 25 tháng 3, tờ China Daily cho rằng Manila đang cố gắng tiến hành sửa chữa tàu chiến trên quy mô lớn và tăng cường địa điểm này để thiết lập sự đóng quân lâu dài ở bãi cỏ mây. Chính vì thế, việc phun vòi rồng cực mạnh vào tàu Philippines đang cho thấy quyết tâm cao nhằm củng cố lại thế trận vùng xám của Trung Quốc ở Biển Đông. Mặc dù bị cáo buộc, phía Philippines đã phớt lờ các vấn đề này, nhưng truyền thông Trung Quốc vẫn dựa vào đây để nhấn mạnh sự thất thứ của Philippines về việc rút con tàu đổ bộ bị mắc cạn ở bãi cỏ mây. Trên mặt trận pháp lý, khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục lên án đạo luật khu vực hàng hải mà Thượng viện Philippines vừa thông qua vào cuối tháng 2 năm 2023, tờ báo Hoàn Cầu đã cho đăng tin một loạt các bài phân tích có lập luận cho thấy Philippines đang đi ngược lại các công ước quốc tế. Cùng lúc đó, vào ngày 28 tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cũng tuyên bố Philippines đang vi phạm pháp luật quốc tế và tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Kết hợp với các nền tảng diễn giải từ hai mặt trận này, Trung Quốc đã nhất quán củng cố các hoạt động vây lấn thuộc thế trận vùng xám nhằm phục hồi lại sự kiểm soát ở các thực thể không người ở thuộc vành đai phía đông Biển Đông, giáp vùng đặc quyền kinh tế từ đảo Palawan của Philippines. Trong đó, lực lượng tàu vỏ trắng hải cảnh cùng với dân binh đã duy trì mức độ cận xung đột hay phi vũ trang khi chỉ chiếu đèn laser cấp độ quân sự, xịt vòi rồng công suất lớn nhằm gây thiệt hại tối thiểu để các tàu tiếp tế dân sự của Philippines không tiếp tế hiệu quả được cho tàu đổ bộ Sierra Maraday, cứ điểm của Philippines trên bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Philippines đang chiếm đóng trái phép. Trước những sự hung hăng đó của Trung Quốc, phía Philippines ngày 2 tháng 4 đã loan báo cho Cố vấn An ninh Quốc gia của họ và người đồng cấp Mỹ thảo luận về các hành động uy hiếp hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông trong lúc căng thẳng ngoại giao ngày càng tăng giữa hai nước láng giềng châu Á. Và Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines cho biết trong một tuyên bố rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano bày tỏ sự đánh giá cao với Hoa Kỳ và tiếp tục đảm bảo và tái khẳng định cam kết sắt đá đối với liên minh Mỹ-Philippines. Cuộc điện đàm ngày 1 tháng 4 diễn ra ngay sau một loạt các vụ va chạm trên biển và khiêu chiến đầy lửa giữa Trung Quốc và Philippines. Khẩu chiến đầy lửa giữa Trung Quốc và Philippines gây ra lo ngại về sự leo thang trên biển. Còn Tổng thống Marcos cho biết sẽ có biện pháp đối phó chống lại sự xâm lược của lực lượng tuần duyên Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cáo buộc Philippines phản bội và không giữ lời hứa, kéo tàu hải quân cũ cố tình neo đậu trên bãi cạn tranh chấp, và phía Manila nói chưa từng bao giờ đưa ra cam kết đó. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói với người dân Philippines trong một bức thư ngỏ ngày 2 tháng 4 rằng chớ rơi vào cái bẫy do tuyên truyền của Trung Quốc giăng ra. Với những tranh chấp xảy ra những ngày qua, vào thời điểm Philippines và Mỹ đang tăng cường quan hệ quân sự, có lẽ đó đã khiến cho Trung Quốc không hài lòng vì cho rằng Hoa Kỳ đang can thiệp vào sân sau của mình.
Như chúng ta đã biết thì quan hệ Philippines và Mỹ là hai đồng minh thân cận đã từ lâu. Với những cuộc xung đột giữa Philippines và Trung Quốc, Mỹ luôn luôn đứng ủng hộ Philippines từ mọi mặt về pháp lý, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Còn về phía Việt Nam chúng ta, sau những sự kiện xung đột trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước tình hình này. Chính vì vậy mà ngày 5 tháng 4 năm 2024, trên trang báo Su của Trung Quốc có đăng tải một bài viết: Ngoại trưởng Việt Nam từ Mỹ trở về, điểm dừng chân tiếp theo của ông sẽ là Trung Quốc. Liệu ông có muốn Trung Quốc tỏ ra khoan dung ở Biển Đông hay không? Cụ thể tác giả này viết như sau: Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông những ngày qua. Tuyên bố mới nhất là nhận thấy xích mích giữa Trung Quốc và Philippines gần đá nhân ái, kêu gọi hai bên kiềm chế, nhấn mạnh việc tận tâm thực hiện tuyên bố ứng xử ở Biển Đông, không quên đề cập đến tự do hàng hải. Đây có vẻ là một tuyên bố công bằng và cả Trung Quốc lẫn Philippines đều không thể bị xúc phạm. Tuy nhiên, hàm ý của Việt Nam có thể vẫn là muốn Trung Quốc khoan dung. Suy cho cùng, cách đây một thời gian, Tổng thống Philippines Marcos đã đến thăm Việt Nam và có nhiều nhượng bộ để bàn về hợp tác song phương trên biển. Việt Nam vẫn phải nhường bộ mặt này. Chúng ta cũng cần nhắc rằng Việt Nam có thể can dự nhiều hơn với Philippines về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam là không bình thường, nên Việt Nam vẫn biết rằng những khác biệt ở Biển Đông không thể và không nên dùng để xác định quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tất nhiên, những điều này không ảnh hưởng gì đến Việt Nam. Việt Nam cũng có những tính toán riêng về vấn đề Biển Đông. Xin nói thêm ở đây rằng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ và điểm dừng tiếp theo là Trung Quốc. Khi đến đây lần này, ông dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Thậm chí có thể trực tiếp bày tỏ quan ngại về xung đột hàng hải Trung Quốc-Philippines, một trong những nguyên nhân là Philippines xâm phạm đá nhân ái và bị tàu hải cảnh Trung Quốc thực thi pháp luật bằng súng phun nước đánh bại. Biển Đông quá lớn, vấn đề này cũng lớn, đến mức Việt Nam không thể không chú ý tới. Bất chấp ai có con mắt tinh tường, giờ đây đều có thể thấy rằng các biện pháp đối phó của Trung Quốc đã leo thang đáng kể trong giai đoạn này. Tàu tiếp tế được Philippines sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng trái phép là tàu Junajamay số 4. Trước đây, nó chịu trách nhiệm cho mọi hành vi vi phạm đá nhân ái. Nhưng lần này, hai cảnh sát biển Trung Quốc tấn công từ trước ra sau, thân tàu bị hư hỏng nặng và liên tiếp bị các vòi rồng tác động, thủy thủ đoàn phải treo cờ trắng. Tác động của cảnh tượng này có thể tưởng tượng được rằng không chỉ Philippines bàng hoàng, có lẽ Việt Nam cũng có những cảm xúc tương tự. Vì vậy, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc và Philippines kiềm chế vào thời điểm này, có vẻ như đang đóng vai trò là người hòa giải, nhưng ẩn ý vẫn hy vọng Trung Quốc sẽ thương xót Philippines. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói rất rõ nguyên nhân và hậu quả những va chạm trên biển gần đây giữa Trung Quốc và Philippines. Trong thời kỳ Duterte, Trung Quốc và Philippines đã đạt được thỏa thuận về vấn đề đá nhân ái, tức là cả hai bên đồng ý giữ nguyên hiện trạng. Philippines hứa sẽ không gửi vật liệu xây dựng bất hợp pháp hoặc thực hiện bất kỳ lực lượng tiếp viện lâu dài nào cho tàu Sierra Maraday. Tương ứng, nếu Philippines chỉ vận chuyển vật tư sinh hoạt, chúng tôi sẽ có những thỏa thuận đặc biệt dựa trên chủ nghĩa nhân đạo. Đây cũng là biểu tượng của việc Trung Quốc và Philippines đang gặp nhau nửa chừng về vấn đề Biển Đông. Dù không thể giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi, nhưng cả hai bên đều quan tâm đến việc kiểm soát tình hình. Thái độ thực dụng này thật đáng khen ngợi. Sau khi ông Marcos lên nắm quyền, Trung Quốc đã sẵn sàng đàm phán lại. Trong năm qua, họ đã đàm phán với Philippines thông qua nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, chính phủ Marcos đã áp dụng tiếp cận không quay lại trong vấn đề này. Sau đó, quân đội Philippines bắt đầu vận chuyển vật liệu xây dựng trái phép đến đảo nhân ái một cách rầm rộ, đồng thời mời nhiều phương tiện truyền thông khác nhau ủng hộ để phát động cuộc chiến dư luận chống lại Trung Quốc sau khi trở về. Quân đội Philippines thực sự rất rõ ràng với hệ thống kiểm soát thực tế do Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông và khoảng cách về lực lượng thực thi pháp luật trên biển giữa Trung Quốc và Philippines. Các tàu tiếp tế của Philippines hoàn toàn không thể vượt qua được. Nhưng cái họ muốn không gì khác hơn là những thước phim về cuộc đối đầu Philippines với Trung Quốc trên Biển Đông. Thông qua các kênh truyền thông phương Tây, họ có thể tạo ra hình ảnh Philippines đối đầu với gã khổng lồ ở Biển Đông để đổi lấy lợi ích lớn hơn sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, Philippines cũng có thể cảm thấy rằng Trung Quốc càng quyết đoán ở Biển Đông thì nước này sẽ càng nhận được áp lực chính trị từ phương Tây. Điều này sẽ tạo cơ hội cho họ khai thác sơ hở. Tuy nhiên, về vấn đề Biển Đông, thái độ của chúng ta luôn rõ ràng. Vấn đề Biển Đông không cho phép nước ngoài can thiệp, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích cốt lõi của chúng tôi là không lay chuyển. Nếu muốn đối thoại, Trung Quốc sẽ luôn cởi mở. Nhưng nếu muốn mặc cả theo hướng ngang, Trung Quốc sẽ sẵn sàng thực hiện các biện pháp tương ứng.
Marcos bây giờ sẵn sàng phá vỡ hiện trạng để tạo dựng hình ảnh cá nhân cứng rắn của riêng mình, và ông ấy đương nhiên sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Sự thật này Việt Nam không phải không biết khi đóng vai trò người kiến tạo hòa bình. Nước này chủ yếu xem xét lại lợi ích của mình ở Biển Đông và áp dụng logic ngoại giao của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Khi ở Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho rằng chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam đã cân bằng thành công mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, qua đó đảm bảo lợi ích của chính mình không bị tổn hại. Vì Việt Nam nghĩ như vậy nên đó cũng là một cách nghĩ để áp dụng ngoại giao cây tre của mình vào vấn đề Biển Đông trong bối cảnh Mỹ can dự toàn diện vào Biển Đông. Phân tích cuối cùng, Philippines và Việt Nam có quy mô tương đương nhau. Mặc dù hai bên có nhiều xích mích về vấn đề Biển Đông, nhưng Marcos hiện đã có nhiều nhượng bộ với Việt Nam để đối phó với Trung Quốc, trong đó có việc cho phép áp dụng các biện pháp nhượng bộ tương tự. Truyền thông Philippines giữ im lặng trước các tranh chấp trên biển, trong khi quyết liệt phe vãn Việt Nam ở cấp độ ngoại giao. Không những vậy, Marcos còn muốn gạt Trung Quốc sang một bên và độc lập xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông khác. Hai quốc gia đầu tiên mà ông phải phụ thuộc vào Đông Á đó là Việt Nam và Indonesia. Vì vậy, trước sự ve vãn của Mỹ và Philippines, Việt Nam chắc chắn sẽ có thái độ suy đoán nhất định đối với vấn đề Biển Đông. Mặc dù nó không can dự vào quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong giai đoạn này, nhưng cuối cùng nó sẽ là nhân tố gây bất ổn về lâu dài. Vâng, trên đây là toàn bộ nội dung của bài phân tích. Việc hai bên căng thẳng không chỉ là chuyện nhỏ của hai nước mà còn liên quan nhiều đến Việt Nam, bắt buộc phải lên tiếng trong vấn đề này. Căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc là mối lo ngại đối với các bên liên quan ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Các chiến thuật vùng xám như các tàu hải cảnh Trung Quốc sử dụng vòi rồng để ngăn chặn các tàu Philippines đang leo thang và có thể khiến quan hệ giữa hai nước leo thang lên mức không thể kiểm soát. Nếu xảy ra xung đột, sẽ làm gián đoạn các tuyến đường biển vận chuyển thương mại và năng lượng khắp khu vực. Điều này sẽ gây ra thiệt hại kinh tế to lớn và có thể dẫn đến xung đột khu vực. Việt Nam quan điểm nhất quán là giải quyết tranh chấp bằng hòa bình và thúc đẩy quá trình đàm phán COC cũng có thể là nhân tố hòa giải hai nước. Có điều tác giả này cho rằng Việt Nam đồng ý với bộ quy tắc riêng của Philippines trên Biển Đông là sai lầm. Việt Nam không đồng ý với quan điểm này của Philippines vì nó sẽ đi ngược lại với lợi ích cũng như quan điểm nhất quán về hòa bình mà Việt Nam đang duy trì. Suy cho cùng, trong bộ quy tắc này, yếu tố Trung Quốc vẫn là quan trọng nhất vì các bên hầu như tranh chấp với Trung Quốc. Nếu chỉ hai quốc gia trong khối ASEAN với nhau lập ra bộ quy tắc riêng thì nó không có tác dụng. Và hơn nữa, Việt Nam theo đuổi chính sách cân bằng chiến lược giữa các nước lớn như Trung Quốc và Mỹ. Đương nhiên, Việt Nam cân bằng không có nghĩa là sẽ nhượng bộ Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, một trong những vấn đề gay góc nhất trong mối quan hệ. Nhưng Việt Nam hiểu rằng tranh chấp Biển Đông sẽ kéo rất dài, và trước mắt Việt Nam phải làm sao duy trì được môi trường hòa bình để tránh xung đột quân sự và để Việt Nam có không gian để phát triển. Tức là vừa phải giữ được chủ quyền biển đảo của đất nước, nhưng phải duy trì được sự phát triển kinh tế, và từ phát triển kinh tế mới tăng cường được sức mạnh quốc phòng của mình. Chứ không giống như Philippines đồng minh với Mỹ dựa vào Hiệp ước Phòng thủ chung từ năm 1951. Vậy nên, Việt Nam phải tự lập trên con đường riêng của mình, kể cả bảo vệ chủ quyền đất nước cũng tự lực, tự cường, không dựa dẫm. Thực chất, cả lý luận và thực tế thì không thể có và không bao giờ có một quốc gia dân tộc nào có thể hy sinh lợi ích của dân tộc mình chỉ vì lợi ích của một dân tộc nước khác. Lời dẫn của Thủ tướng Anh Winston Churchill đó là: không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.